Anh mơ màng tìm lại ký ức rồi lòng thổn thức ở chốn đây. Tự hỏi bản thân đã quên em chưa, nhưng bao nhiêu lần thì vẫn vậy. Có phải ngày đó chúng ta hối hả vội vàng chấp nhận mối tình này không? Để rồi kết thúc em cũng chẳng hối tiếc, để lại để anh với bao phận trong em mà. Nếu vài vệt nắng mà sau được ký ức thì lẽ anh chỉ còn có mưa. Và giờ thì mới lúc anh buồn có vài con ít làm chỗ dựa. Điểm tựa bây giờ sẽ là ai? Bao nhiêu người tha thứ mình làm sai, rồi đến sau cùng anh sẽ bỏ qua hết vì ta mà ở lại. Anh không than trách gì cả vì những ngày đó anh cố chấp yêu. Trái tim nhỏ bé chia làm hai nửa nhưng vẫn dành yêu thương cho em phần nhiều. Và điều nuối tiếc nhất là không phải xa cách nhau vàng trùng mấy, mà là cuối cùng chẳng còn lý do gì để khiến em ở lại cùng đấy. Cùng anh chia sẻ bao câu chuyện mỗi tối đêm về ngồi lắng nghe, chẳng cần chạy đến và có em đây, chỉ cần phía sau anh lặng lẽ. Đúng vậy, có lẽ chúng ta chưa từng bao giờ là những người dành cho nhau, chỉ là ngày đó cả hai muốn tìm sự thấu hiểu và vô tình làm nhau đâu. Anh vẫn ổn nên em cứ sống cuộc đời em chọn. Đã từng buồn nhiều lắm nhưng mà chắc em đã cố hết sức làm tròn. Đôi lần ghét em nhưng chẳng thể nào anh quên em nổi. Nghĩ đến những ngày anh buồn có người ở cạnh nên thôi. Có lẽ em vui vì anh nhìn thấy những tấm hình mà em đăng tải. Dẫu sao được nhìn em cười cũng là niềm vui của anh mỗi ngày. Anh từng ích kỷ vì chỉ biết nghĩ cho bản thân anh, cố gắng thật nhiều cũng chỉ muốn giữ em ở lại bên cạnh. Và sau chia tay anh mới nhận ra một điều rằng là cố giữ em lại thực chất anh đang cố đẩy em ra xa. Mai này bộn bề nếu có sóng gió thì xin em hãy về đây. Anh sẽ học cách yêu em từ đầu, không để em buồn như ngày ấy. Nhưng mà có những sai lầm, xin em đừng phạm vào lòng ba. À thôi, chắc cũng là cái giá mà anh phải trả. Quy luật tạo ra mọi thứ vốn dĩ phải được cân bằng. Tình cảm cho đi không được nhận lại nên em từ chối tình cảm anh tặng. Và ngày mai, xin em hãy quên anh, đừng để anh ở trong trí nhớ. Hãy thoải mái làm điều mình thích, sống một cuộc sống em từng mơ. À rồi một ngày chúng ta sẽ cùng trở lại với những ngày thường nhật. Lúc đó ai hỏi mắt em thế nào, anh sẽ trả lời bình thường thật. Dẫu là thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên phai nhỏ đi thôi. Từng ấy niềm vui anh thì chỉ có buồn nên chẳng thể nào mua nổi. Và đến sau cùng anh chọn cảm ơn như là lời cuối. Nỗi buồn nó không cần vui, riêng anh thì chỉ cần tuổi em ạ. À.